này. Thầy cô chú anh chị ơi, Phồng với anh Khánh thì cũng mới đi mua món quà cho mẹ, cũng xong xuôi hết rồi. Bây giờ hai anh em cũng tranh thủ đi về chứ tạo bất ngờ á. Bữa nay thì mẹ cũng không có biết là bữa nay là ngày gì hết trơn á, ngay cả Phong với anh Khánh còn không biết nữa, tại vì cái ngày này như bên nước ngoài hay gì á. Có mấy đứa nhỏ ngồi sẵn ở nhà nữa. Nãy là ô bé Tí nó đi ra lấy chiếc xe đạp ra nè. Tí chạy xe đạp mới luôn. Tin. Phải nói đi chợ mua đồ, về nấu chè. Đó. Hai đứa nhỏ nó ngồi quá trời. Ô, tắm đẹp quá ta. Ô, hết hồn. Tới nhà rồi. Tới nhà rồi ông bà cô bác ơi. Có chị ba nữa. Có chị ba nữa ông bà cô bác ơi. Rồi bé Tí xuống nè. Lấy đồ vô chuẩn bị nấu chè Tí. Chị ba nấu chè chị ba ơi. Đi chuẩn bị xuống ấy nấu chè nè con. Lên, phụ lấy xuống lên ơi. Đây. Đó, ông bà cô bác thấy chưa? Chè chuối, nhanh lên. Rồi tháo cái nón cho chốt luôn con. Chốt quay cho chú bác Tư nữa nè. Đây. Ở nhà mình có khoai mì mà vậy mà anh Khánh đi mua. Nam nó đi không được. Này chị ba đang ngồi, bữa nay chị ba bận đồ đẹp quá. Chị ba ơi. bữa là ấy quà ra không có chị ba thử đồ. Giờ lấy ra cho chị thử đi. Rồi. Đây mẹ Phong đang ấy bé Su, giữ bé Su. Bé Su quần quận mà. Rồi. Tụi con vô nè. Nó đi bắt cua hết rồi. Vô nè. Trời. Lên nó chảy. Anh Khánh thấy lúng túng quá ông bà cô bác ơi. Lúng túng quá giờ không biết sao nữa, đi chợ rồi. Ủa anh Khánh bữa nay ngày gì anh Khánh? Hỏi mẹ đi chứ hỏi anh. Ủa bữa nay ngày gì mà? Nay ngày gì mà? Nay ngày 8 tháng 5. Hả? Nay ngày gì hả? Ngày mùng 8. Mùng 8 à? 8 tháng 5 hả? 8 tháng 5 là ngày gì mà? Không biết. Bé Xuân nó cười kìa. Bà giàu ngồi bà xếp hàng. Thôi. Nay hỏi chị ba cô bữa nay ngày. Nay chị ba ngày gì chị ba? Nay ngày gì chị biết không? Nay ngày lễ gì chị biết không? Nay ngày lễ chị cũng biết luôn. Trên Facebook thấy mấy người đông. Thì biết lễ 8 tháng 3 với 20 tháng 10 với chào bà cũng ha, chào bà cái gì? Tháng 2 thôi chứ nay. Đây là ngày gì chị Tư? Ai biết, hôm nay còn 8 tháng 5. 8 tháng 5 là ngày của mẹ. Ngày của mẹ. Trời. Sáng thì Zalo người ta chúc quá trời luôn. Anh đâu phải mẹ đâu mà nó chúc. Không gửi chứ gửi đăng lên trên nhật ký thấy. Giờ bữa nay hồi nãy giờ làm hồi hộp quá rồi giờ nói luôn ha. Ai biết anh? Trời ơi, mẹ nói trời ơi gì vậy? Mẹ chứ ẩm mấy Su em để nó la lên kìa. Mấy Su nó thấy nó mê nè, nó cười. Trời ơi. Có con trong đó nữa nha mẹ. Bữa nay cầm máy rồi. Trời ơi, nó chở một xe khoai mì về. Đó, thấy chưa? Nó chở một xe khoai mì. Bữa nay là ngày 8 tháng 5 là ngày của mẹ. Có một người chị ở nước ngoài á là nói là bữa nay là phải làm gì cho mẹ bất ngờ. Để ghi lại kỷ niệm gia đình luôn. Rồi nói hai anh em á là hùng lợi với chị là mua một món quà tặng cho mẹ. Để giờ ra ngoài là có chị nè, trước nhất là chị, giờ tới anh Khánh thì có con. Là ba chị là ba người hùng. Ba người hùng. Rồi ngồi xuống đi để cao quá em quay khó quay quá. Ngồi xuống. Rồi. Nè thôi giờ con gửi ra luôn ha. Con gửi cho. Thôi để mẹ gửi đi. Thôi để mẹ gửi đi. Nãy giờ con anh gửi ra đi để ấy cho mẹ. Coi chừng nha. Em chị Tư qua coi nè chị Tư ơi. Ra đây mẹ. Chị Tư, qua coi chị Tư. Mấy dâu qua đó đeo cho mẹ đi. Em. Đi Nam ơi. Tí. Nam. Có không con? Wow, trời ơi. Trời ơi quá trời bự luôn. Vót vô vót. Hả? Đó, đã không? Hả? Nè. Trời ơi, đó mày thấy gì chưa? Cho con. Đó. Ôi. Ơi. Quá trời bự luôn rồi. Trời ơi, gì vậy? Cà rốt ở đây. Nè. Ê, trời trời. Gì vậy? Trời ơi. Bật ngửa luôn. Trời ơi. Để bà nội cầm đi con. Hả? Đó. Bà nội không đeo nhớ hú tụi con nha, 3 dâu lượng 4 dâu lượng bà nội. Này. Bữa nay là ngày của mẹ giờ. Bây giờ là mấy anh em đi ở nhà. Hồi nhỏ lớn của mẹ sao đây? Đâu có ai mà cho quà mẹ đâu. Thôi sẵn có chị ba ngồi ở đây đi mình chia 4 đi. Ừ. Vậy hả chị ba? Vậy ha. Có anh chị nữa. Chia 4. Anh hai ngoài Bắc không có tính. Bây giờ là tại vì nãy là ở nhà ba em với anh về là đúng như rồi, là xong rồi em biểu chị ba lọt qua địa bàn đây. Chị ba lọt qua địa bàn rồi giờ tính chị ba luôn, giờ chia 4. Trời ơi, đeo mà siết cổ mẹ luôn rồi. Sao chị ba? Chị ba cười may đồ mấy bữa nay. Bây giờ thất thu rồi. May đồ tới nửa đêm mới nghỉ. Hôm nay thất nghiệp mấy tháng nay. Con này luôn đi. Rồi quá trời đẹp luôn rồi. Gỡ cọng màu trắng ra cắt. Ở cọng màu trắng ra gắn cọng màu vàng vô. Quan âm luôn nè. Mẹ cái này sao cưỡi? Bữa nay cưỡi sao mẹ? Cái ủi nè, nó ịn vô nó nhanh rồi. Giờ bây giờ sao ở nhà cũng đeo dài à, thấy rồi. Mẹ đeo ở nhà, mẹ ra ngoài đường mẹ phải đeo cổ kính đó để người ta giật cũng tiêu à. Nè con thấy nè, thấy bà nội đẹp không? Sao đây, mà bữa nay mẹ ở nhà mà mẹ đeo vàng nữa rồi. Thôi tối giờ mẹ đâu có đeo vàng nhà đâu con. Mẹ đeo đi, nay đeo vàng. Nghiệp quá. Này đâu phải ngày của ba đâu, kêu ba anh chị. Ba lên ba mượn. Mừng hả? Ba xỉn rồi, ba đi đám cưới rồi, ba xỉn rồi. Mẹ đeo chối luôn kìa. Đi lên ba kêu ba mà mừng rồi, ba mà không thấy em tuổi nữa. Không, đốt cái ngày của ba là phải lo cái khác. Ba đâu có đâu. Ngày của ba là ngày của ba. Ba là ngày mai là tới ngày của ba lên cuốc đất rồi đó. Rồi cà vót tặng cho mẹ cái gì nè. Cà vót ô chứ gì tặng cho mẹ gì? Này Phật Quan Âm đẹp quá mẹ. Mẹ cảm ơn. Đâu có biết đâu. Cảm ơn cô. Cái này của bà nội mà tặng lại. Nước ngoài. Dạ. Chị nói là ngày luôn chứ con với Phong cũng đâu biết. Đâu có biết ngày là ngày gì đâu, chỉ kêu nói ngày này là một năm chỉ có một lần, nhưng mà đó giờ hai đứa em á chưa có tặng mẹ cái món quà gì có giá trị hết. Chị muốn là muốn ba chị em là hùng vô để mua cho mẹ một món quà. Đáng lẽ là giống như anh Khánh một món quà, con một món quà và chỉ một món quà, nhưng mà muốn san sẻ cái tình cảm cho nó gắn kết gia đình mình đó mà. Tội nghiệp cô quá, cô cũng thương. Cô cũng thương mà. Có con nữa mà con không lên hình gì hết trơn, có anh Khánh lên rồi. Tội nghiệp cô quá trời, cũng còn quan tâm mẹ nữa kia. Chị Tư chỉ về là hoài thấy mẹ đeo vàng bự quá, chị Tư về là hoài. Đẹp nè mẹ. Không, sao thấy không? Mẹ. Đẹp mà chào bà nè không? Mẹ nói uổng quá kìa. Đẹp quá mà giờ mang uổng quá à. Thôi mẹ đeo đi. Rồi ơi đeo. Uổng á thì muộn. Đó giờ ở nhà không có đeo vàng, đeo. Mẹ đeo Phật Quan Âm nè, mẹ đeo luôn đi. Đó giờ ở nhà không có đeo vàng con, bây giờ đeo. Bữa nay xin tiết lộ là cộng dây chuyền nhưng mà không có tiết lộ giá được bà cô bác ơi. Này là xin được giữ kín. Quan trọng là cái tấm lòng của mấy tụi con với người chị ở bên nước ngoài dành cho mẹ thôi, chứ mà cái giá thì nó không có quan trọng không ai ha. Cái tình cảm là cái lớn nhất, tình cảm là trên hết rồi. Khum chi hung mẹ cái đi nhấp nhả rồi hung cà rốt được hưởng cái của bà nội rồi kìa. Trời ơi thôi con xin bà nội đi để bà nội khỏi đeo nữa. Trời ơi, bà nội lấy cọng này bà nội đeo nữa à. Trời ơi, chú muốn xin cái cọng của bà nội rồi mà con xử trước rồi cái cọng này mẹ thì không được đâu nha. Ông cô có cô chùa đẳng có ấy của mẹ đây rồi. Thôi vậy là bà nội cất thôi chứ bà nội không ấy đâu con đeo được đâu. Anh Khánh có chúc mẹ gì không mà tặng quà không chúc gì trơn vậy. Thôi bữa nay thì ngày của mẹ con cũng chúc mẹ là luôn khỏe mạnh, lúc nào cũng vui hạnh phúc với bên con cháu hết, lúc nào khỏe mạnh là mọi người. Cảm ơn. Có ông Phong nữa, ông Phong nó không được hung mà chút mẹ hung bù. Con cũng hùng giống như ảnh đó mẹ. Mẹ đeo luôn nha chứ đừng có cất. Mẹ đeo luôn đi, đeo luôn đi, không có đừng có cất, đeo luôn. Trời ơi. Chứ bây giờ quá, mà gặp cái nhà mẹ làm rẫy này kia đeo thấy uổng quá con ơi. Uổng quá à. Nói cô bệnh thôi mẹ cảm ơn cô nhiều lắm nhưng mà giờ đeo luôn thấy uổng. Chị Đại thôi, chị Đại chị quyết định, chị nói là hai đứa em phải làm sao cho ngon lành đi. À đúng rồi. Mẹ làm sao chỉ buồn đó. À, mẹ đeo đi. Rồi thôi bây giờ thì nãy giờ trao quà cho mẹ, mẹ cũng thấy mừng lắm. Thấy vui. Rồi mấy đứa cháu, mấy đứa con nè, lại chúc bà nội gì không nè. Nè em tới tốc độ đi, bữa nay gia đình mình quá trời đông rồi. Nè chúc bà nội gì nè, ngày của mẹ kìa. Đó. Nè bây giờ vô đây chút sau để bà sao này. Nè, trời ơi, bây giờ là mấy con dâu là làm nấu chè để nấu chè. Ngày của mẹ là nấu chè. Ngày của mẹ nấu chè, thay vì mẹ nấu bây giờ tới mấy chị em dâu nấu chè. Rồi bây giờ tên Khánh có tiết mục gì nữa không? Hả? Có tiết mục gì nữa không? Thông báo luôn. Tiết mục gì đó hả? Ừ. Đâu ơi cà rốt đâu ơi con. Cà rốt đâu kìa. Đâu mấy đứa đâu? Trời bé Nam đừng thục lét em con. Rồi. Thôi con cũng ngày của mẹ thì con cũng mới biết luôn. Mới biết bữa hôm qua thì con cũng chúc mẹ lúc nào cũng có nhiều sức khỏe ở chung với tụi con. Thì lúc nào cũng nở nụ cười. Giữ gìn sức khỏe làm bớt lại. Rồi mẹ cảm ơn con. Ở này mẹ đeo vàng đã quá. Tự nhiên đeo vàng hồi đó giờ nhỏ lớn luôn á, nhỏ lớn. Có đi đám mới đeo. Có đi đám mà đeo rồi thôi. Đi đám đeo ở này đeo vàng ở nhà luôn bà cô bác ơi. Giờ ở nhà đeo vàng luôn á. Dạ. Kệ đeo cho nó nhằm biết đâu cuộc đời linh hương. Mình làm luôn. Hả gì vậy? Gì vậy? Đâu? Ủa cái hộp gì vậy? Đây cầm máy đi để em ơi cầm máy để cho anh Khánh anh tặng quà cho anh em. Đâu có gì vậy? Đâu có gì? Hả? Sao cà rốt để cho cà rốt cherry. Đâu? Cà rốt để cherry kìa con. Đang quen. BNC luôn. Tại lai mẹ két không à. Coi có gì. Đâu gì vậy? Chu đít vậy. Làm gì chu đít vậy trời. Gì vậy? Gì vậy? Để từ con để cho chú quay kìa. Nè. Gì vậy? Bữa nay là hai đứa nhỏ tặng cho mẹ luôn nha. Bữa nay có gì? Đập heo cái gì vậy? Đập heo. Đập heo hả? Này đi. Hai con để ba giới thiệu cái. Nè bữa nay thì cũng mua tặng cho mẹ. Giờ bây giờ ở đây vợ Khánh là cũng mẹ của hai đứa nhỏ. Giờ hai đứa nhỏ tặng phần nào á. Hỏi con từ từ. Để rồi, cho tặng nhưng mà anh Khánh anh đeo giùm cho mấy cho chị đi. Để coi như là mình làm này làm để cho mốt á ông mấy đứa nhỏ nó biết là cái ngày lễ này là phải nhớ tới công dưỡng dục sinh thành của mẹ để nhớ. Làm để mấy giữ, cái vấn đề này không có rành nữa. Giữ phiếu lại. Có kẹt rồi. Rồi con tặng mẹ đi ba đeo cho. Rồi tặng quà mà dưng dưng nghe trời. Ngồi lâu đây, đâu rồi? Nghiêm túc lên. Tặng quà mà lột khoai trời. Chán thiệt luôn. Rồi con qua tặng cho mẹ kìa. Rồi sao? Rồi tặng mẹ nói thì sao? Con thay ba tặng cho mẹ bông tai. Con thay ba tặng cho mẹ bông tai. Trời ơi. Cảm ơn ba nha con. Bông tai đẹp cũng chết mà tai dính đất không à. Giờ đeo luôn đi. Đây cà rốt. Rửa tay đàng hoàng cái này. Rửa tay liền đi. Ê cà rốt. Cả mấy tháng lương của ảnh đó. Đeo luôn. Con đeo đi đây. Sao con đeo rồi nè. Ông đi rửa tay đi em đeo. Dạ đưa bác ba đem chiếc mẹ con đem chiếc ha. Lên trời ơi. Trời cà rốt đeo luôn hả? Rồi ngày của mẹ Việt Nam có tặng mẹ gì không? Thôi vậy tặng mẹ gì? Đập heo chưa? Không có gì để tặng hết trơn. Giờ đây em đeo cho. Nè, giờ em tự xử đi. Mấy cái này cái tay Khánh bự quá cầm vô nó không có đeo quen. Sao đeo nè. Thấy đâu. Tớ đeo vàng bao giờ đâu. Rồi thấy anh Khánh anh tặng chỉ mà em tủi thân quá. Đâu cái lỗ đâu anh thấy. Gì khóc nữa. Hôm bữa mới tặng chiếc nhẫn thì còn đâu nữa. Tịch quá. À đâu quá ba. Giờ hết xíu quách rồi. Sao cái lỗ. Còn gì nữa đâu tặng. Không đâu à. Hả? Đồng với em mới nói. Anh nãy nói thấy lỗ à. Nó hết chú quách rồi. Chị ba chị đeo giùm em đi. Rồi đừng nói cái lỗ này trời biết chưa hả? Nhấn được. Gắn gắn sao chú dòm nó trong trơn không còn lỗ tai à. Quay đằng trước quay. Nó lại cái vỗ thao có lỗ tai nằm dưới đây rất thua luôn. Sao mở ta đeo mở sau lại luôn. Coi sau kìa. Trời bé sau nó dòm tập trung cao độ luôn nè. Bích nó lỗ rồi không đau. Đó đó. Nhấn qua, cãi đi. Khoan từ từ. Trời ơi, sao mà căng thẳng như vậy? Đó, qua đó. Ôi qua rồi, ơ, vỗ tay. Tí, vỗ tay trời ơi. Sao tí dựng dưng dữ tí. Tí dựng dưng quá. Trời ơi. Nè tí. Đâu đâu đâu. Nay lên hình nữa. Nhìn chiếu luôn. Trời ơi. Chiếu chiếu nữa. Nhìn xe nè. Xin cái phiếu đi, không hút kẹt nữa gì ra. Wow. Lấy cái phiếu rồi, đi đúng này. Rồi xin cái phiếu cái này kẹt mốt ra đẩy được. Ủa cái này nó làm sao ạ? Ủa nãy sao chị đây nãy con ai mửa đó cà nhốt mửa rồi tí thì con tặng mẹ gì đây đang heo ra tí đang heo ra tí chạy đang heo lên lấy heo đi mẹ con heo trời ơi nhanh lên cô nhìn đẹp quá trời nè trời ơi cảm ơn ông xã nha ông xã không cảm ơn mấy đứa nhỏ. Cảm ơn phải hôn cái. Đâu có cảm ơn. Thôi hôn cái đi, hôn cái đi. Hôn. Bây giờ hôn. Trời ơi đẹp. Không hôn tháo ra. Đây bị ngược hả? Không hôn tháo ra. Đúng rồi. Không hôn là phải tháo ra. Đeo xong giờ cái đầu bù xù. Giờ hôn nè. Hôn mà phải. Không hôn là tháo ra, tháo bông tai ra. Hôn cái. Đeo có hai chiếc bông mà xúc cái đầu luôn. Rồi hôn liền. Con xuống con chúc mẹ sao nè. Hàng em đó. Đây xuống nè, chị Di xuống nè. Đi, nó đang biết bắt ba cầm mít cho con xuống con chút mẹ con đi. Ủa, chạy nó rồi. Nó chạy vô nó ăn heo một tí rồi. Đâu đâu. Rồi sao bữa nay? Chạy đi nè. Bữa nay là giờ có vui không? Dạ vui. Cảm ơn anh. Còn miếng giấy nó mới vui. À đúng rồi, còn miếng giấy nó chưa úp mới đúng nè. Nay nhìn chiếu, nhìn tối nay đi ra đường là đi sôi khỏi gần đèn luôn. Nói quá à. Lát về mở cửa nhà khỏi cần chạy chứ. Nãy thấy ngồi lột. Thôi giờ chị Tư hút ra hôn quanh kìa. Hết gọn khoai mì luôn rồi. Thấy lột khoai mì mà thấy cà gục mà giờ cái gắn vô cái mạnh dưới trời. Mạnh luôn. Nãy chặt không nổi giờ chặt được ạ. Này là ngày của mẹ của hai đứa nhỏ giờ tặng cho vợ để giờ mốt hai đứa nhỏ biết về sau cũng nhìn lại biết là ngày của mẹ đi nhớ tới ba mẹ. Gì vậy sao? Nói vậy thôi chứ giờ hết biết nói gì biếu cò rồi. Rồi thôi đừng có ngồi khóc nha. Vậy khóc vậy. Sao? Giờ ba có món quà ba đưa cho hai đứa lại tặng cho mẹ nha. Dạ. Dạ. Bây giờ là bữa nay ngày của mẹ thì ngày của mẹ thì ba mới tặng quà cho bà nội rồi. Con mà. Bây giờ tới hai đứa tặng cho mẹ nha. Dạ. Dạ phanh tay lại dạ đàng hoàng. Phanh tay lại. Dạ cho trời ơi dạ ba với dạ cho Út vậy. Rồi thôi đưa cho em đi con. Rồi hai đứa đi lại nè. Trời ơi. Đi gì nữa giấu số lớn. Giấu. Lấy cái túi ngoài còn cái trong. Quà gì? Đó ngày của mẹ con tặng cho mẹ. Trời ơi đã ghê chưa? Cái gì vậy vậy? Đâu đâu mẹ coi. Con ba kìa. Bữa nay thì Phong mua món quà cho mẹ của Phong với Hùng với anh Khánh với một người chị xong rồi. Bây giờ tới mấy đứa nhỏ thì trời ơi nó dành dành hai đứa dành tặng mua cho mấy đứa nhỏ để tặng cho vợ Phong. Càng vào trong nó càng sôi. Thôi để vợ Phong sẽ cua da. Ủa sao bỏ đó nữa? Bỏ đó cái kì. Sao ơi? Đưa mẹ con, đưa mẹ đi tặng mẹ kìa. Đó để đưa. Đó tự nó muốn tự đưa. Rồi, tí tặng cho mẹ đi con. Rồi đưa cho mẹ nhanh lên. Rồi để cho. Rồi con nói làm sao? Sau nói làm sao? Chúc mẹ nhiều sức khỏe. Rồi con mở cho mẹ luôn. Đâu mở làm sao đâu coi. Ba tặng mẹ gì vậy? Tôi trái lựu đạn giống đó nha. Ô sao mở ra luôn, Cái gì gan gặm trời dục. Mở ra được không? Đó. Nổi không? Bóp ra, thôi sao cà rốt để cho em tự em ấy con. Không, ngược rồi, ngược rồi. Bóp đây nè, ừ. Bóp nha. Bóp. Trời ơi. Bóp mạnh nha. Đây làm cho. Anh Hai làm cho. Thôi để anh Hai kìa. Để anh Hai con đi. Để cho anh Hai. Cho đi con, đứng sinh ra cho đi ơi. Chị Di chu đích cho con trời ơi. Mở ra, mở ra. Để anh Hai giỏi hết. Trời ơi, anh Hai cũng bó tay luôn, thua rồi, thua rồi. Thôi cà rốt con để cho anh Hai làm. Để cho anh Tí làm đi. Ó Tí. Ơi. Quá đã luôn rồi. Ủa sao nhắn ngủ vậy? Ơi, chồng không. Thôi cà rốt. Em mua gì? Em mua chim sâu quá vậy. Rồi. Em phòng thể thao già để đeo vào không luôn. Ủa, cái móc này không có luôn hả? Trời không, nó không biết chỗ mở luôn mà con bác ơi. Giờ ba dung luôn kìa sao ơi. Ừ. Không đeo cho Trang đeo mà cô bác ơi. Đó. Trời ơi, có cọng bạc đóng nữa. Đó. Ủa sao nó ngắn dữ vậy? Đó đầu nó rút trên mà. Mai mốt lấy cái mặt cẩm thạch đó, đó làm mà đeo. Đây lấy cái mặt này để qua bên đây á em. Đâu có mặt không? Ủa? Đâu có gì đâu kỳ. Ờ, đó rồi. Ê, để bà ấy. Cái nào nó hút vàng không? Hút coi con thôi khỏi đi. Này cũng vàng rồi mà. Không, đâu đâu phải. Vàng mạ, vàng mạ. Rồi, em cũng cảm ơn anh hai đứa nhỏ. Rồi hai đứa nhỏ. Trời ơi mẹ cảm ơn con kìa. Mẹ cảm ơn hai đứa à. Hai đứa ngồi xuống quỳ gối coi. Hai đứa xuống quỳ gối xuống coi. Quỳ gối xuống. Quỳ gối xuống nè. Nó chúc mẹ gì? Rồi quỳ gối xong chúc qua bà nội là nằm luôn nha. Chúc mẹ. Rồi mẹ cảm ơn con gái nha. Rồi. Chúc mẹ khỏe gì á, khỏe tài. Trời. Hôn đi, hôn mẹ cái đi. Hôn mẹ cái. Ừ. Rồi sao hôn mẹ kìa, anh Hai hôn mẹ đó. Mẹ kìa. Trời ơi. Rồi bữa nay hết tràn đầy cảm xúc luôn rồi bà cô bác ơi. Ăn quà xong giờ đi không nổi. Giờ vậy còn tiết mục gì nữa không? Không xong rồi. Hả xong rồi hả? Ờ bữa nay ở nhà ai cũng vàng khẽ, hai anh em mình đang thua thù lùi rồi. Kìa mẹ cũng vàng luôn rồi. Đó. Rồi, những người phụ nữ vui là mình hạnh phúc rồi. Rồi bữa nay giờ Phong có muốn nói gì nữa không? Ba người phụ nữ nay nhận đâu đúng rồi đây. Còn người phụ nữ chị ba kia bây giờ đợi tối anh ba anh tặng thôi chứ giờ bó tay rồi. Rồi chị ba chị Tư vô đây. Tư vô đây ba người xếp hàng nè. Cái gì vậy trời? Nam, hôm qua anh tặng mẹ con gì? Hả? Hả? Không có tặng gì hả? Qua hôn mẹ cái đi. Mắc cỡ. Nãy giờ Phong với vợ Phong mới về, mẹ Phong đi nấu đám, phụ nấu đám mới về luôn cô bác anh chị ơi. Này nấu đám đâu hả? Này bác Sáu à? Này đám cưới quá trời. Dạ. Ba mấy năm. Đây ngày mai đi khám luôn không à? Mai đi mấy giờ đi? Này qua sớm với bệnh viện 115 phải đi sớm. Mấy giờ? Dạ. Nó tức cái ngực hoài luôn á. Mẹ phải đi sớm. Dạ. Thấy đau quá trời luôn. Anh mới mua cho chị em chiếc dây chuyền. Dạ. Đẹp không? Ồ, đã giờ mới thấy phèn dữ. Đã ghê chưa? Đã ghê không? Con người ta đẹp phèn. Nay ngày của mẹ đó nha. Cái gì đang ngày của mẹ hả? Ừ. Vô. À, luôn. Đây ngày của mẹ có quầy chuối, nãy chuối để trên đầu luôn. Chuối nữa nè, chuối nữa nè. Bỏ mẹ nãy chuối ký á. Tiền mới Trang mới đưa đó. Sách. Sách cho mẹ nè. Thôi nha ba. Ba Phong đang trồng cái cây kiển. Ba Phong là có cây kiển là ba Phong thích à. Nãy qua là ba đang đục. Ngay bữa nay trời mưa mấy cây ngoài đây tốt ghê ba ha. Đấy, ở bồn xứ nó ở trong dọc nó dạ. Thua này hàng đục nhiều quá phải xiên cái chậu trên đầu qua kìa. Hôm nay nước cá nó có vô nhiều quá kìa, đang thui rồi cá kỳ à. Đang bận gấp nó bển quá trời. Hôm nay ngày của mẹ em về quay em gái tặng mẹ gì đây? Em còn biết bữa nay ngày của mẹ anh nói. Anh cũng có biết đâu. Bây giờ anh gì tưởng lên anh hai chở chị hai đi sắm vàng xong về đây đi. Có mới tặng chị em kêu mấy đứa nhỏ tặng. Rửa đi. Rửa kìa. Hàng nổi nước quá, rửa đi. Dắt hết cốt rồi lấy đầu rửa nữa. Phèn quá phèn. Nè thấy em không có phèn cái phèn nào đeo. Giờ đi chứ. Đi làm sợ đeo ta giật. Thôi em cũng phải đeo đi làm đeo dính. Cái bịch đen này ngay ấy cột vô thêm bịch nữa nha để nó chảy nước. Ship anh với chị về làm bển nữa. Ủa mới đi chơi về. Trả mấy cái bao đó. Lấy sữa chua đi. Đi. Nè. Trời. Ngày mai có đi nấu đám đúng không ạ? Mai vậy. Tôi quên rồi, mai con chở mày đi khám. Vậy mai chạy lên 115 luôn hả ạ? Mai mấy giờ đi? Dạ, sáng cô chạy qua sớm. Thì hôm nay cũng ngày của mẹ thì con không biết mua cho mẹ món quà gì hết. Thì thôi ngày mai tới khám rồi. Vợ chồng con gửi mẹ ít tiền đi khám bệnh. Rồi mới cho hả? Đây rồi cho gì nữa? Ok em ơi. Cô ấy dạ. Cô mẹ cũng cảm ơn hai chồng con không? Dạ. Dạ. Cho hết con hết thuốc bắc rồi. Một chút mẹ. Khám hết bệnh em ơi. Có nhiều sức khỏe. Thì, không thấy không có tiền cái không dám đi khám luôn anh chị. Dạ. Gửi ngày mai không chở mẹ không đi lên bệnh viện 115 khám nên chẳng là sao chỉ đi dưới đây khám với chích thuốc giảm đau không mẹ chích giảm đau hoài rồi xếp về bển làm đồ ăn đó dạ. Có anh Khánh về không có anh Khánh về nên bển về phụ làm thôi bữa nào hai vợ chồng con rảnh thì về chơi sáng con chạy qua dạ. Thôi Phùng Nguyễn cảm ơn bà cô bác nha thì đã quan tâm theo dõi thì bữa nay cũng mong cho mẹ vợ hết bệnh mừng làm gì anh lúng túng vậy chào anh dạ cảm ơn hai con trong nước và ngoài nước Phùng Nguyễn với Khánh Nguyễn cái đài có tinh thần không ủng hộ nó quan dạ. Đáng lẽ mua ngày của mẹ mà không có biết cũng không biết ngày của mẹ nữa tại có người chị bên nước ngoài chị nhắc á sẵn rồi có Hùng mua món quà cho mẹ em bển sẵn cho hoài nữa dạ. Mẹ có ấy rồi thì con làm có tiền mới cho còn không có muốn tụi con xin này mẹ vợ mẹ nhìn vợ con khác mà phèn nước dạ. Phèn nổi nước phèn nổi không dây chuyền không dây chuyền hôm bữa chiếc nhẫn nữa bữa hôm qua đám cưới đeo chiếc nhẫn hôm qua con đi đám cưới con đeo chứ kéo đeo ở nhà hoài mưa có mấy ngày đi đâu mình đeo dạ thôi về em ơi ăn con về con phụ bên bánh nữa phụ gì nữa phụ làm đồ bánh nấu chè luôn đó rồi hôm về nha nữ ngày hôm nay hạnh phúc nhất đó ngày của mẹ đây mẹ của Phong đây ông bà cô bác ơi đây là mẹ của ba đứa nhỏ còn đây là chị Tư cũng là mẹ của cà rốt với chị Di thì, ai cũng có quà hết rồi. Ai cũng có quà hết trơn rồi thì, thôi nãy giờ thì anh Khánh với Phong á thì cũng cảm ơn tất cả những ông bà cô bác đã quan tâm rồi thương yêu gia đình của Phông Nguyễn với Khánh Nguyễn tới những cái giây phút mà gia đình gặp gần như là những cái khó khăn trắc trở trong cuộc sống nhiều nhất. Thì bữa nay là một cái ngày của mẹ, thì Phong với anh Khánh thì cũng không có những cái món quà lớn, chỉ là tấm lòng, rồi bên cạnh đó thì có sự hỗ trợ thêm một cái người chị cũng yêu mến gia đình đó, thì đã tạo điều kiện cho mấy anh em để nhớ đến một cái ngày quý báu nó đầy ý nghĩa trong cuộc đời, đó là ngày của mẹ, là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 5. Thì Phong cũng với anh Khánh là chúc những người mẹ là lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ cùng con cháu và luôn hạnh phúc, và đặc biệt những cô bác đang xem video của Phong với anh Khánh là lúc nào cũng vui và bình an, và có nhiều hơn những cái niềm vui nhiều nữa. Rồi chào ông bà cô bác luôn. Rồi Giót chào ông bà đi con. Chào ông bà cô bác. Bé Su chào ông bà cô bác kìa. Bé Su chào ông bà. Bé Su chào ông bà cô bác nha con. Rồi bé Nam chào ông bà luôn con. Nam qua ăn cái gì bé Nam ơi. Nam nó mắc